Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Các bệnh viện trong tỉnh sẵn sàng phục vụ nhân dân dịp Tết. Kết quả thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân 2019. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về thực đơn ngày Tết cho bệnh nhân tiểu đường. Mục Cẩm nang y học kỳ này là bài thuốc giải rượu ngày Tết từ rau củ quả trong bếp. Cuối chương trình là câu chuyện bí quyết sống thọ của cụ ông 98 tuổi. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau hơn một tháng triển khai công tác thanh tra kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân 2019, các đoàn thanh kiểm tra trên địa bàn toàn tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính 58 cơ sở, tổng số tiền nộp phạt ngân sách nhà nước trên 162 triệu đồng. Từ ngày 25 tháng 12 năm 2018 đến 29 tháng 1 năm 2019, 184 đoàn thanh tra kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 242 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 58 cơ sở, tổng số tiền nộp phạt ngân sách nhà nước hơn 162 triệu đồng, buộc tiêu hủy 2.630 kg sản phẩm động vật, buộc kiểm dịch lại 225 kg thịt gia súc gia cầm. Trong đó, đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra được 22 cơ sở, có 2 cơ sở vi phạm, xử phạt 6 triệu đồng, lấy 19 mẫu thực phẩm gửi đi kiểm nghiệm. Chủ yếu, Cục Quản lý Thị trường đã chủ động kiểm tra và phối hợp liên ngành kiểm tra 89 vụ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, xử lý 44 vụ, tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 107 triệu đồng. Công an tỉnh cũng phát hiện 6 vụ vi phạm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thú y, xử phạt vi phạm hành chính 6 đối tượng, tổng số tiền phạt hơn 34 triệu đồng. Các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tại xã, phường, thị trấn và các huyện, thành phố sẽ tiếp tục kiểm tra theo kế hoạch hết 25 tháng 3. Thời tiết đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, nắng mưa thất thường là điều kiện để virus cúm phát triển gây bệnh. Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, những ngày gần đây tiếp nhận nhiều bệnh nhi mắc cúm. Chỉ chưa đầy một tuần, Khoa Nội Nhi 2 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã tiếp nhận 18 trường hợp trẻ bị cúm, chủ yếu là cúm A. Trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục không hạ, nôn chớ nhiều. Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm A gây nên. Bệnh có khả năng lây nhiễm cao và lan nhanh trong cộng đồng, đặc biệt ở trẻ dưới 2 tuổi. Biến chứng hay gặp nhất của cúm A là viêm phổi, suy hô hấp, nặng hơn là viêm cơ tim và hiếm gặp trường hợp viêm màng não do virus. Do đó, khi trẻ có các biểu hiện sốt cao đột ngột trên 38 độ C không giảm, ho, đau họng, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, nôn chớ nhiều, cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm phòng cúm. Là bệnh xá quân dân y duy nhất trên địa bàn tỉnh, những ngày này, các cán bộ y bác sĩ của bệnh xá quân dân y thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động các phương án trong dịp Tết, vừa đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, vừa đáp ứng yêu cầu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của một đơn vị quân đội. Bệnh xá đã chủ động các phương án nhân lực để trực 24 trên 24 trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán với 50% quân số của đơn vị. Mỗi ca trực đều đảm bảo có đầy đủ y bác sĩ và các nhân viên y tế luôn sẵn sàng đón tiếp bệnh nhân. Bệnh xá cũng chuẩn bị các phương án để chủ động cấp cứu các trường hợp người dân ở khu vực lân cận nếu có xảy ra tai nạn thương tích trong dịp Tết. Đồng thời, bệnh xá cũng đã hình thành tổ cấp cứu sẵn sàng cơ động khi có lệnh điều động của cấp trên ứng phó với các tình hình dịch bệnh khẩn cấp hoặc hỗ trợ các đơn vị khác. Khác với các cơ sở y tế thông thường, ngoài nhiệm vụ khám chữa bệnh, những ngày này bệnh xá còn tổ chức nhiều hoạt động để bộ đội vui Tết đón xuân như thi làm báo tường, thi phòng đón xuân, thi gói bánh chưng. Trong trường hợp có bệnh nhân đón Tết tại bệnh xá thì vẫn đảm bảo mọi người được hưởng không khí đón xuân ấm áp tình quân dân. Là bệnh viện đa khoa hàng đầu của tỉnh, những ngày này tại các khoa phòng của Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khám, điều trị, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân trong những ngày Tết. Các khoa phòng của bệnh viện đã lên lịch làm việc, bố trí nhân lực trực 24 trên 24, lĩnh đủ số thuốc, vật tư y tế để dùng trong các ngày Tết, đồng thời có đủ lượng thuốc dự phòng khi cần thiết. 100% khoa phòng đều mở cửa hoạt động như ngày thường, không để xảy ra tình trạng từ chối hoặc xử lý chậm trễ cho người bệnh.
Đặc biệt, bệnh viện đã chuẩn bị các kíp trực tăng cường để hỗ trợ cho các khoa phòng và tuyến dưới khi cần thiết. Các kíp cấp cứu ngoại viện luôn sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân khi ở ngoài hiện trường như các trường hợp tai nạn giao thông, tai nạn thương tích. Đây là những phương án được đưa ra nhằm ứng phó kịp thời khi có các tai nạn với lượng bệnh nhân đông hoặc dịch bệnh phức tạp. Ngoài ra, các trường hợp bệnh nhân buộc phải điều trị tại viện trong ngày Tết thì đều được bệnh viện tặng quà Tết. Với đặc thù chuyên khám và điều trị các bệnh về đường hô hấp, Bệnh viện Phổi đã có những phương án riêng để chủ động trong dịp Tết Kỷ Hợi này. Ngoài việc chủ động nhân lực sẵn sàng trực Tết như các bệnh viện khác, Bệnh viện Phổi tỉnh năm nay chuẩn bị số thuốc và vật tư y tế tăng gấp đôi so với dịp Tết năm trước để phục vụ bệnh nhân. Đặc biệt, ngay từ sớm, bệnh viện đã kiểm tra và chuẩn bị số lượng lớn các bình oxy, vật tư vô cùng quan trọng với điều trị các bệnh về hô hấp. Với đặc thù đa số các bệnh mãn tính điều trị lâu dài, trong những ngày giáp Tết, các y bác sĩ đã tích cực thăm khám điều trị và động viên các bệnh nhân sớm đủ điều kiện sức khỏe, được về nhà ăn Tết với gia đình. Với tinh thần tương thân tương ái, những ngày giáp Tết vừa qua, Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên đã tổ chức thăm và tặng quà cho những người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn để vui xuân đón Tết Kỷ Hợi 2019. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động này được huy động từ sự ủng hộ của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên. Mỗi suất quà trị giá gần 1 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên của bệnh viện gần 10 năm nay. Trong thời gian tới, bệnh viện mong được sự hỗ trợ của cộng đồng, các tổ chức từ thiện để giúp đỡ thêm nhiều bệnh nhân HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hoạt động này cũng thể hiện sự quan tâm đồng cảm, chia sẻ và không phân biệt kỳ thị của cộng đồng với người có HIV, giúp họ tự tin hòa nhập, chung tay cùng cộng đồng ngăn ngừa sự lây lan của căn bệnh HIV. Thưa quý vị và các bạn, với bệnh nhân tiểu đường, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc kiểm soát tình trạng bệnh. Tết đến xuân về, người bệnh tiểu đường cần lưu ý gì trong chế độ ăn uống để kiểm soát lượng đường huyết sẽ là chủ đề trao đổi giữa phóng viên chuyên mục với bác sĩ Khúc Thị Hương, khoa thần kinh nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Thưa bác sĩ, tại sao dịp sau Tết lại là thời điểm mà bệnh nhân tiểu đường có xu hướng tăng? Sau dịp Tết thì bệnh nhân tiểu đường có xu hướng tăng lên là vì cái trong dịp Tết thì cái chế độ sinh hoạt ăn uống của bệnh nhân là bị xáo trộn. Bữa ăn thì không đúng giờ, bệnh nhân thường ăn nhiều hơn ngày bình thường. Cái thực phẩm trong bữa ăn thì có nhiều tinh bột và nhiều chất béo hơn. Và bệnh nhân thì sẽ phải tiếp khách rồi uống rượu, bia, cà phê, thuốc lá. Những cái yếu tố này cũng làm ảnh hưởng đến đường máu. Ngoài ra thì một số bệnh nhân thì còn bỏ thuốc và cái chế độ tập luyện thể dục lại không thường xuyên như trước. Tất cả những cái đặc điểm trên nó làm cho dẫn đến cái tình trạng mà bệnh nhân tiểu đường tăng lên sau khi dịp Tết. Thưa bác sĩ, chế độ dinh dưỡng thì có vai trò đặc biệt quan trọng như thế nào đối với bệnh nhân tiểu đường ạ? Chế độ dinh dưỡng thì rất là quan trọng với bệnh nhân tiểu đường vì chế độ dinh dưỡng là nền tảng cơ bản trong điều trị bệnh tiểu đường. Ở bệnh nhân tiểu đường thì bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi chế độ dinh dưỡng. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì đâu là nguyên tắc chung trong xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân tiểu đường ạ? Nguyên tắc chung để xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân tiểu đường thì có 3 nguyên tắc. Thứ nhất là bệnh nhân phải giảm cái lượng tinh bột, glucid, tức là giảm ăn cơm, mì hàng ngày, tăng vừa phải cái lượng protein, lipid là chất béo để mà bù đắp lại cái năng lượng do cái giảm glucid gây ra. Tuy nhiên thì cũng không nên tăng quá nhiều, thì tăng nhiều có thể gây lên các cái rối loạn chuyển hóa khác. Thứ ba nữa là phải tăng cường các cái vitamin, các cái chất khoáng và các cái chất xơ có trong rau củ quả mà là ít đường. Các cái thành phần này thì phải có một cái tỷ lệ cân đối, lượng tinh bột chiếm từ 50-60% tổng lượng calo một ngày, lượng protein thì chiếm từ 10-20% tổng lượng calo và lượng lipid thì chiếm từ 20-30%. Cái chế độ dinh dưỡng này thì đảm bảo để cho bệnh nhân tiểu đường có cái cân nặng như là bình thường và cái hoạt động thể lực hàng ngày như bình thường như những cái bệnh nhân không bị tiểu đường khác. Ngoài ra thì nó còn đảm bảo cho cái bệnh nhân tiểu đường sau bữa ăn thì đường máu sau ăn là không tăng quá cao và không bị hạ đường huyết khi mà san. Vậy thì trong dịp Tết bệnh nhân tiểu đường sẽ nên và không nên sử dụng những loại thực phẩm nào thưa bác sĩ? Trong dịp Tết thì có rất là nhiều thức ăn và bệnh nhân tiểu đường có thể nên sử dụng hoặc không nên, vì mình cũng chia theo thành các nhóm. Vì nhóm tinh bột thì cũng giảm ăn gạo mì, còn không nên ăn như những cái thức ăn như là phở cháo ăn liền.
Còn nhóm đạm thì cá thì rất là tốt với bệnh nhân tiểu đường. Thịt thì ăn ở mức vừa phải, thịt lạc như là thịt bò, thịt lợn nạc. Đối với chất béo thì bệnh nhân không nên ăn mỡ động vật, tăng cường ăn rau và các cái hoa ít chất đường. Còn riêng những cái mà như là sinh tố, ép nước ép hoa quả có đường thì bệnh nhân là không nên ăn. À, dịp Tết thì các cái món ăn truyền thống của người Việt có rất là nhiều món mà cần nên giảm ở bệnh nhân tiểu đường. Ví dụ như bánh chưng hoặc là xôi thì cái lượng tinh bột nó rất là lớn. Ví dụ nếu mà người dân thì vẫn có thể ăn, với những bệnh nhân tiểu đường thì vẫn có thể ăn, nhưng cái lượng thì sẽ phải giảm đi. Ngoài ra thì như là giò thủ hoặc là thịt đông ấy, có quá nhiều mỡ động vật thì cũng bệnh nhân tiểu đường cũng chỉ ăn ở một cái mức vừa phải. Và có những thực phẩm là lên kiêng ăn tuyệt đối, tức là các loại mứt như là mứt chuối, mứt bí, mứt dừa hoặc là bánh kẹo ngọt, nước ngọt có ga là bệnh nhân tiểu đường không nên sử dụng. Và còn một vấn đề thì chắc là bệnh nhân tiểu đường cũng rất là quan tâm, đó là sử dụng đồ uống. Bia rượu thì vẫn được dùng nhưng mà với một cái lượng mà khuyến cáo thôi. Với bệnh nhân với bia thì có thể uống được 200ml một ngày, tức là tương đương khoảng nửa lon bia. Còn rượu, với rượu vang thì có thể uống được một ly nhỏ, tức là khoảng tầm 70ml. Còn với rượu lép mà mình tự lấu ra thì chỉ uống được một chén nhỏ khoảng 30ml một ngày. Và bệnh nhân tiểu đường thì cũng phải lên chú ý khi mà cái lượng, khi mà uống say ấy, thì cái nguy cơ hạ đường huyết sẽ là rất lớn. Đấy, chế độ sinh hoạt thì với bệnh nhân tiểu đường thì ngày Tết thì rất là vui, nhưng cũng phải cần chú trọng đến cái chế độ dinh dưỡng để mà sau Tết thì cái lượng đường máu của bệnh nhân ổn định để giảm những cái biến chứng do bệnh gây lên. Cảm ơn bác sĩ về cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ. Ngày Tết là dịp để gia đình bạn bè cùng sum vầy và chắc chắn những buổi nhậu không thể tránh khỏi. Trong một cẩm nang y học số này, lương y Trần Ngọc Sơn, hội viên Hội Đông y huyện Văn Lâm sẽ giới thiệu tới quý vị những loại rau củ quả có tác dụng giải rượu ngày xuân. Xin chào quý khán giả. Trong dịp Tết là ngày đoàn tụ gia đình và thân mật, gặp gỡ những người thân, người quen và có những người bạn hoặc anh em ở xa về quê họp mặt ngày Tết, cho nên uống rượu bia và những buổi tiệc tùng trong ngày Tết là rất vui, nhưng xin kính mong các bạn là sử dụng bia rượu vừa phải để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn khi các bạn đã quá vui quá, chén chú chén anh rồi thì uống quá nhiều bia rượu thì các bạn có thể sử dụng một vài vị thuốc dễ kiếm, dễ tìm xung quanh chúng ta như sau. Thứ nhất, các bạn có thể sử dụng pha một cốc bột sắn dây, hòa thêm một chút đường để uống. Bột sắn dây trong đông y có tên là cát căn, có tác dụng thanh mát và giải độc rượu rất tốt. Còn gừng trong đông y là gọi là gừng tươi, gọi là sinh khương, khi phơi khô gọi là can khương, vị cay tính ấm và có tác dụng giải rượu tốt. Các bạn có thể dùng một củ gừng giã nát hoặc xay nhỏ, hòa với nước, dùng một lắm chè xanh sắc hơi đặc để uống, đều có tác dụng giải rượu. Và đơn giản nhất, các bạn có thể dùng nước chanh hoặc nước quất pha đường để uống. Các bạn cũng có thể sử dụng những vị thuốc ngay trong bếp là những vị cà chua chín, các vị ép lấy nước, đều có tác dụng giải rượu tốt. Ăn một vài miếng dưa hấu hoặc ép nước dưa hấu làm nước uống rất tốt. Các bạn có thể dùng một vài muối bưởi cũng có tác dụng giải rượu. Và đặc biệt, vị thuốc dễ kiếm nhất và thân thiện nhất đó là rau muống. Các bạn xay hoặc giã lát ra, có thể cho thêm một chút đường vào để dễ uống. Đây là một vị thuốc dễ kiếm nhưng thời xưa đã là một vị thuốc để tiến vua, có tác dụng giải độc rất tốt. Và đặc biệt, khi các bạn uống rượu hoặc là trong bữa ăn, các bạn có thể dùng rau cần, bởi rau cần có tác dụng chống say rượu, và nhất là trường hợp uống rượu bị đau đầu thì ta dùng một lắm cần xay giã lát uống, có tác dụng giải rượu rất tốt.
vị thuốc thân mật nhất và gần gũi nhất là các bạn nhanh nhẹn nhất có thể dùng một chai nước lọc. Tôi dùng một cốc nước lọc và hòa thêm một tí muối trắng, có thể vắt thêm một tí chanh vào trong uống. Khi bạn đã sử dụng hai hoặc vài vị thuốc dễ kiếm như trên, các bạn sử dụng sau đó sử dụng một bát cháo đỗ xanh, đỗ đen hoặc cháo săn dây rồi nằm nghỉ. Nếu như mà say rượu quá nhiều, ta có thể dùng những chiếc lá gói bánh chưng ngày Tết này, khoảng 5 lá, các bạn xay giã nhỏ, hòa lấy nước, hòa thêm chút đường, dễ uống và đều sẽ in vị và tác dụng giải rượu rất nhanh. Chúc các bạn chọn niềm vui hân hoan trong những bữa tiệc ngày Tết. Thưa quý vị và các bạn, năm nay đã ở tuổi 98, cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng cụ Nguyễn Ngọc Điều ở thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Cụ vẫn có thể tự làm tất cả mọi việc, từ dọn dẹp nhà cửa đến lo cơm nước và chăm sóc bản thân. Yêu thơ ca, chăm lao động, ăn uống và tập thể dục thường xuyên là những bí quyết được cụ chia sẻ để có thể sống vui, sống khỏe bên con cháu. Về Duyên Yên, ai cũng biết đến gia đình cụ Nguyễn Ngọc Điều, bởi cụ là một trong những bậc cao niên của thôn. Ở tuổi 98, cụ Điều vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Cụ vẫn nhớ rất rõ tên 6 người con, 13 đứa cháu và 20 đứa chắt của mình. Hiện cụ đang ở cùng gia đình người con trai cả, năm nay cũng đã hơn 70. Điểm đặc biệt của cụ Điều rất yêu thơ ca, dù tóc bạc nhưng lòng xanh, cụ vẫn thường xuyên sáng tác các vần thơ ca ngợi quê hương đất nước. Sinh này 98 tuổi rồi, sống ba chế độ, cuộc đời gian truân. Làm trai phải đóng thuế thân, còn phải đi lính, đi tuần, đi phu. Ơn có cách mạng mùa thu, cải cách ruộng đất chia cho dân nghèo. Nông thôn đổi mới nhiều rồi, ăn ngon mặc đẹp, cuộc đời vui tươi. Cụ xác định và cụ tự vận động, tự luyện tập, không có tư tưởng dựa dẫm vào con. Riêng cái sinh hoạt của cá nhân cụ trong gia đình, từ cái giặt quần áo, nói nếu con cái mà có ý và giặt hộ cụ cũng không khiến. Nếu nói về nhận thức hàng ngày, chưa có một biểu hiện gì của người già. Con cháu tất cả các thứ nhớ, thậm chí các cái chi tiết rất nhỏ. Có khi tuổi như chúng tôi nên mà đôi khi nhiều việc còn quên, nhưng có khi cụ vẫn nhớ. Trong ăn uống, cụ Điều cũng không hề kén chọn. Mỗi bữa cụ chỉ ăn một bát cơm, hạn chế ăn rất đạm, khó tiêu. Tuy nhiên cụ Điều chia sẻ, trà là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cụ. Trong suốt 98 năm qua, chưa bao giờ cụ bị ốm đau đến mức phải nhập viện. Thời gian rảnh rỗi, cụ thường đọc sách, tưới cây và đi bộ quanh làng đến thăm hỏi hàng xóm láng giềng. Cụ Điều và các bậc cao niên trong làng đều cho rằng chính không khí trong lành, lối sống hiền hòa, đậm đà tình cảm của người dân nơi đây là bí quyết giúp nhiều người cao tuổi trường thọ. Thôn Duyên Yên có hơn 1.000 nhân khẩu, gần 500 người cao tuổi, trong đó gần 80 người trên độ tuổi 70, và có 22 cụ cao niên hơn 90 tuổi. Ban đại diện người tuổi huyện chúng tôi đã chỉ đạo các xã, thị trấn là phải luôn luôn quan tâm chăm sóc đến người cao tuổi. Đi sâu đi sát, rồi động viên người cao tuổi những lúc khó khăn. Thế rồi là tạo cái sân chơi cho người cao tuổi bằng các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Cho nên đến bây giờ Kim Động đã có 196 câu lạc bộ, loại hình câu lạc bộ người cao tuổi. Đã tạo cái sân chơi rất là bổ ích. Và tạo một cộng đồng dân cư ấm cúng là do người cao tuổi. Và chính cái phong trào văn hóa văn nghệ của người cao tuổi đã lác động đến cái phong trào thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe của toàn xã hội, được tất cả các tầng lớp nhân dân, các cấp các ngành tham gia hưởng ứng. Với cụ Điều, bí quyết để kéo dài cuộc sống của mình đơn giản chính là việc vui vẻ bên con, bên cháu, được sự quan tâm của bà con làng xóm và các cơ quan đoàn thể. Tình làng nghĩa xóm, những lời thăm hỏi động viên nhau kịp thời khi đau ốm chính là món quà mừng thọ quý giá nhất, không chỉ với cụ Điều mà còn với rất nhiều người cao tuổi khác tại địa phương mỗi dịp Tết đến xuân về. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện y tế vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống tuần này của chúng tôi. Trước thềm xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.